Đây là nguyên một phôi cầm nha mọi người, nguyên một phôi, nguyên một phôi à, cách ra làm bốn này, mọi người có thể thấy này, ở đây đây à, là một phôi, ở đây với đây là cùng một phôi nha, nguyên một phôi. Hai là hàng super chìm lò một, thì à, trên một cái phôi trầm này mọi người có thể nhìn thấy được nó có rất là nhiều dạng nha, rất là hay. Thứ nhất cái là mọi người có thể nhìn thấy được đây này, nó có bông, bông con này đấy. Đầu này đấy mình có thể nhìn thấy là nó có ăn mắt tử, nguyên cục mắt tử luôn ạ. À, phâu nhìn thấy được nguyên bản nha, đây hình dạng ăn mắt tử của nó. Đây là cái cục này cắt ra chính là cái cục này chính là mắt tử, mắt tử. Ui, đẹp. Này có ăn bông nha, bông con rất là xinh. Thì cái này dự định sẽ cho chế tác thành một cái vật phẩm à, trang sức trầm hương nha mọi người. Đây mọi người nhìn cái nước dầu này. Đây, đẹp nha. Dầu đỏ, hàng super. Rồi giờ sẽ đi vào chế tác thành một cái vật phẩm trầm hương, trang sức trầm hương. Thì mọi người cùng hóng xem thử là sau khi chế tác ấy, thì với cái nguyên liệu bốn cục nguyên liệu này thì em sẽ làm ra được một cái vật phẩm nó có hình dạng như thế nào nha, cùng hóng nha mọi người. Ui, nhìn lá cắt này, dầu super kinh nha mọi người. Đây, đặc quẹo luôn ạ. À, ngon rồi. Chất lượng ở đây chứ đâu. Yeah. Đây là điểm bô, xem thử là bố cục nó đồng đều chưa. Mới điểm bô thôi nhưng mà thấy cũng rất đẹp đúng mọi người. Nhìn ra dáng được một cái vật phẩm rồi đấy. Ok, xong nha mọi người. Hôm bữa đi mua hàng sẵn thì em cầm ra Đà Nẵng, em bọc vàng luôn. Chỗ này là chỗ quan, người ta làm ấy thì khi một quan ấy thì người ta làm ấy thì có những cái đấy người ta sẽ nghe mình hơn à, nhất là những cái ví dụ như là trầm hương ấy nó rất là kiên kỵ hóa chất. Thì khi mà bọc vàng đấy thường thường người ta phải ngâm qua hóa chất để người ta tẩy rửa, người ta làm bóng mọi người à. Thì mấy cái đó đấy thì nó rất là nguy hiểm với đối với trầm nha. Thì phải là những anh em thợ mà quen đấy thì anh em người ta mới chịu khó người ta tháo ra, người ta làm sạch ngâm hóa chất đồ tĩnh điện này nọ các kiểu ấy, xong xuôi đâu đó rồi người ta lại bắt đầu người ta gắn vào lại từng cái một như vậy thì nó hơi mất thời gian. Nhưng mà đối với anh em mà quen ở đấy chuyên mà làm bên cái bột vàng cho trầm hương ấy thì anh em sẽ hiểu vấn đề đó anh em làm. Còn những cái thợ vàng mà đôi khi những thợ vàng truyền thống người ta lâu lâu người ta mới nhận ấy thì người ta cũng đôi khi vì cái công ấy người ta làm biến, người ta không có tháo ra, người ta đã bọc, người ta đã lên khuôn sẵn rồi, người ta đã bọc rồi xong đó người ta nhúng luôn cả cục trầm vào
bên trong cái dung dịch hóa chất ấy, thì như vậy là hư nha mọi người, là rất là ảnh hưởng nha. Cái đồ này nó quý, không thể nào mà để phá hủy như vậy được. Thì đó là cái lý do tại sao ấy, phải chạy ra tới Đà Nẵng để bọc xong rồi gửi về như thế này đây. Chung là rất là hài lòng, rất là đẹp. Cái này thì cái sợi dây này thì em không có chế tác gì nhiều cả, tại vì theo nguyện vọng của người mà yêu cầu em làm ấy, là người ta bảo là cố gắng giữ thun nguyên bản cho người ta đấy. Thì nói chung là chỉ chế tác những cái phần nào để cho nó ra hình thù của một cái sợi vòng tay, một cái vật phẩm trang sức vòng tay thôi, còn lại là mọi thứ phải để nguyên bản hết, tại vì người ta thích cái sự mộc mạc, thích cái sự nguyên bản, thích cái sự nguyên vẹn của trầm hương, nên là người ta yêu cầu vậy. Thì ok, em đáp ứng bằng cách ấy là em chỉ có cắt khoan và chế tác gọt mài dũa một số cái khu vực ấy, một số điểm mà nó có những cái phần thừa mùi à, đấy, để cho nó nhìn nó gọn cái sợi hàng hơn, mùi nhìn nè, nó gọn sợi hàng hơn, và cho đi bọc vàng như vậy thôi. Thì khi hoàn thiện người có thể nhìn thấy nó cũng rất là đẹp đúng không ạ, bố cục dáng rất là đồng đều, tại vì cái nguyên liệu phôi ngay từ ban đầu đấy thì cũng đã là cái hình dạng cũng rất là đẹp rồi, rất là tròn trịa rồi. Ngày xưa đi mua hàng ấy thì cũng cố gắng lựa được những cái cục hàng đẹp như vậy để dành chế tác những vật phẩm như thế này. Và như mọi người thấy ở đây là cái điểm của cục mắt tử, thì cái cục mắt tử này như ban đầu mọi người nhớ còn trên cái phần phôi đấy, thì cái cục mắt tử này nó nằm trong cái cục hàng này luôn. Thì ở đây thì em cắt ra và em cho làm cái cục chủ của cái sợi hàng này, làm cái cham một cái cục chủ này rồi toàn bộ sợi hàng này, hàng chim là một dạng bông, dạng mắt tử cùng một phôi làm ra được bọc vàng. Size này thì nam nữ gì đeo cũng vừa nha, dạng trúc thô như thế này thì nam nữ gì đeo cũng vừa cả. Dáng bố cục rất là đồng đều, nên là khi lên tay ấy, mọi người có thể nhìn thấy là nó ôm tay rất là đẹp đúng không ạ, nhìn rất gọn, rất là lịch lãm, rất là tinh tế. Mùi của sợi này chắc chắn 100% ai ngửi qua cũng đều phải rất ngạc nhiên. Tuy bọc vàng rồi nhưng mà mùi rất là bốc nha. Tuy đã bọc vàng rồi, nó có vị tanh của vàng, nhưng mà cái mùi của cái trầm hương ấy nó bốc hơn cả cái vị tanh của vàng luôn ạ. Rất ngọt. Bữa cắt ấy là nó đã rất thơm sống rồi, nhưng mà không ngờ đấy, khi bọc vàng rồi mà cái mùi tanh của vàng nó vẫn không lắng át được cái mùi thơm sống của cái sợi hàng này. Thơm ngọt. Rất là sâu nha. Cũng là đẹp, hài lòng. Sợi hàng này sẽ được gửi đi Mỹ nha. Một anh trai rất là thân thương, Quang. Thì thực tế ra đấy, mọi người nhớ lại dùm em đấy, thì cách đây cũng không lâu đâu, em có đăng lên Facebook cái lùa phôi này, cái lùa nguyên liệu này. Anh em nào tin tưởng em có thể chốt nguyên liệu này, và em sẽ chế tác thành một cái vật phẩm trầm hương, cam kết đẹp. Nếu không đẹp là không lấy tiền đấy. Thì nói chung anh em chắc là nhìn cái phôi thô vậy anh em không có tưởng tượng ra được sẽ làm được cái gì đúng không ạ. Nhưng người anh trai này là cũng đã giao lưu với em vài lần rồi, cũng khá là thân rồi, thì anh dùng ảnh tin tưởng em, đặt niềm tin ở em. Thì bây giờ là lúc em hoàn thiện, và đây là kết quả hoàn thiện của cái nguyên liệu ngay từ ban đầu, nó như thế này và bây giờ nó như thế này, rất là đẹp. Cảm ơn anh trai đã tin tưởng, mong rằng cái vật phẩm sau khi hoàn thiện này sẽ không phụ lòng tin của anh đặt ở em nha. Cảm ơn anh. We'll be right back.